Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. À, tiết học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau à, hệ thống lại, củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học trong những tuần qua à, để chúng ta chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ nha các em nhé. À, sau đây à, cô sẽ nhắc lại những kiến thức mà các em đã từng học qua. À chúng ta đã học qua chương địa lý dân cư à từ bài 1 cho đến bài 5. Tiếp theo đó chúng ta đã học à, phần địa lý kinh tế từ bài 6 cho đến bài 15 ở phần địa lý dân cư á cô đã cho các em làm bài kiểm tra thường xuyên hai lần rồi do đó ở trong cái bài kiểm tra một tiết này cô sẽ không hỏi những kiến thức ở chương 1 địa lý dân cư nữa mà cô sẽ tập trung vào chương 2 địa lý kinh tế như vậy thì ở phần địa lý kinh tế cô và các em sẽ ôn lại cái phần cơ cấu của ngành kinh tế của nước ta nói về kinh tế thì chúng ta thường xét ở ba khu vực khu vực 1 khu vực 2 và khu vực 3 như vậy thì khu vực 1 bao gồm những cái ngành kinh tế nào các em có còn nhớ hay không đó là ngành nông lâm ngư nghiệp ở khu vực 2 là khu vực công nghiệp À, xây dựng và khu vực 3 là dịch vụ. À như vậy à chúng ta nhớ nha, cơ cấu của ngành kinh tế của nước ta thì gồm có à các cái ngành nông lâm ngư nghiệp thuộc khu vực 1, công nghiệp xây dựng thuộc khu vực 2 và dịch vụ thuộc khu vực 3 với cái khu vực 1 à, như khi nãy cô nói là gồm có ngành nông nghiệp thì trong nông nghiệp cơ cấu gồm có ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi ngay trong ngành trồng trọt về cơ cấu cũng có 3 nhóm ngành đó là nhóm ngành trồng cây công nghiệp à, trồng cây lương thực à, và trồng cây ăn quả cũng như các loại cây khác à, và trong cái nhóm ngành chăn nuôi thì bao gồm có à, chăn nuôi gia súc và chăn nuôi gia cầm. À, tiếp theo đây là cái ngành thứ hai đó là ngành lâm nghiệp. À, nói về cơ cấu à, của ngành lâm nghiệp thì có ba loại rừng đó là rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Và ngành thứ ba đó là ngành à, ngư nghiệp à cơ cấu bao gồm có ngành khai thác và ngành chế biến. Các kiến thức này các em đã học hết rồi và cô cũng đã cho các em làm bài kiểm tra thường xuyên ở cái phần khu vực 1 này rồi. Do đó phần khu vực 1 này cô cũng sẽ không hỏi các em ở cái bài kiểm tra một tiết. như vậy thì cái bài kiểm tra một tiết của các em nó sẽ tập trung vào khu vực 2 và khu vực 3 còn lại. Như vậy khu vực 2 đó là khu vực công nghiệp và dịch vụ. À cô xin lỗi là công nghiệp và xây dựng thì ở cái khu vực 2 này nè À, nó gồm có bài 11 và bài 12 à, các em cần phải nắm được cho cô những cái kiến thức như sau thứ nhất là à, các cái nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp như thế nào à, và cái cơ cấu của ngành công nghiệp của nước ta bao gồm có những ngành nào và những à, ngành nào được xem là những cái ngành công nghiệp trọng điểm và ở nước ta có những cái trung tâm công nghiệp lớn nào như vậy thì những cái nội dung này chúng ta đều học hết nó nằm ở cái bài số 11 và bài số 12 kem nhá tuy nhiên cô cũng sẽ hệ thống lại từng nội dung một để các em nắm rõ nói về các nhân tố tự nhiên thì đối với hoạt động công nghiệp thì cái nhân tố uh, quan trọng đó chính là khoáng sản nè tiếp theo đó là thủy năng của sông suối các nguồn tài nguyên đất nước khí hậu rừng nguồn lợi sinh vật biển à, trong đó thì cái nguồn uh, À, nhân tố khoáng sản đó, thì chia ra làm bốn nhóm nhỏ đó là nhóm khoáng sản nhiên liệu gồm than à, dầu mỏ khí đốt đây là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp năng lượng cái đến là nhóm thứ hai đó là nhóm kim loại gồm sắt mangan, rơm thiết trì kẽm là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu nhóm thứ ba là nhóm phi kim loại gồm apatit, pyrit, phosphorit là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp hóa chất và nhóm thứ tư là vật liệu xây dựng gồm sét đá vôi, xi măng, cát vân vân à, đó là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp xây dựng tiếp theo đó là thủy năng của sông suối là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp năng lượng à, đó là ngành thủy điện và tài nguyên đất nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển là cơ sở để phát triển ngành nông lâm ngư nghiệp Và từ ngành nông lâm ngư nghiệp sẽ cung cấp những cái nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm à, Đó là cái sơ đồ mà chúng ta đã học qua ở bài 11 của chị Hệ Thống lại nhắc lại để các em nắm à, rõ cái kiến thức này hơn À, tiếp theo đó là các cái nhân tố về kinh tế xã hội à, bao gồm có nhân tố dân cư lao động à, nhân tố cơ sở vật chất kỹ thuật à, cơ sở hạ tầng à, nhân tố à, thứ ba là à, chính sách công nghiệp và nhân tố thứ tư là thị trường thì trong các cái nhân tố tự nhiên à, cũng như nhân tố kinh tế xã hội thì cái nhân tố à, có tính chất quyết định đó là chính sách công nghiệp và thị trường nha các em nha à, Tiếp theo đây chúng ta sẽ ôn lại một số những cái kiến thức mà chúng ta đã học qua rồi. Sơ đồ này chúng ta cũng đã học qua rồi nè. Các cái yếu tố đầu vào các yếu tố đó là bao gồm yếu tố về tự nhiên và yếu tố kinh tế xã hội luôn nha các em nha. Các yếu tố đầu vào có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Đó là những cái yếu tố nào? à, đó là nguyên liệu nhiên liệu năng lượng à, lao động vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở vật chất kỹ thuật à, còn yếu tố đầu ra à, có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp đó chính là thị trường bao gồm thị trường trong nước và thị trường ngoài nước à, tiếp theo đây à, chúng ta sẽ à, ôm lại cái phần cơ cấu các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta à, các ngành trọng điểm là các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta bao gồm có khai thác nhiên liệu gồm có khai khai thác than khai thác dầu khí khai thác than là tập trung chủ yếu ở tỉnh quảng ninh và khai thác dầu mỏ khí đốt à, phần lớn là tập trung mở thêm lục địa phía nam thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu ở nước ta à, cái ngành công nghiệp trọng điểm thứ hai đó là ngành công nghiệp điện à, đó là ngành khai thác thủy điện à, khai thác nhiệt điện và ngành thứ ba đó là ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm bao gồm chế biến sản phẩm trồng trọt chế biến sản phẩm chăn nuôi và chế biến thủy sản với chế biến sản phẩm trồng trọt bao gồm các ngành như là ngành xay sát ngành sản xuất đường sản xuất rượu bia bánh ngọt nước ngọt chế biến chè chế biến cà phê chế biến thuốc lá vân vân với cái sản phẩm chăn nuôi thì bao gồm À, có chế biến thịt trứng sữa à, các cái à, đồ hộp à, sữa hộp à, và các à, loại thịt đông lạnh à còn chế biến thủy sản thì bao gồm có chế biến ra nước mắm nè à, cá tôm khô nè à, rồi các cái mặt hàng đông lạnh mặt hàng thủy sản đông lạnh và cái ngành công nghiệp trọng điểm thứ tư của nước ta đó là ngành công nghiệp dệt may, à, ngành công nghiệp dệt may ở nước ta được phát triển dựa trên cơ sở là cái nguồn nhân công dồi dào và giá của nhân công cũng rẻ hơn so với các nước trong khu vực và cái À, ngoài bốn cái um, ngành công nghiệp trọng điểm này thì chúng ta còn có một số những cái ngành công nghiệp trọng điểm uh, khác như là những cái ngành công nghiệp nặng, uh, cơ khí, điện tử, hóa chất, công nghiệp vật liệu xây dựng. Nhưng mà uh, riêng đối với cái hoạt động công nghiệp này thì các cái ngành công nghiệp nặng chúng ta được giảm tải nên là cô sẽ không cho ra cái phần kiến thức ở cái phần các ngành công nghiệp nặng khác nha tiếp theo đây chúng ta sẽ à, hệ thống lại à, kiến thức của cái khu vực 3 đó là cái hoạt động dịch vụ à, à, cái hoạt động dịch vụ thì các em cần phải nắm được cho cô cái vai cơ cơ cấu cái vai trò của ngành dịch vụ cũng như là đặc điểm phát triển và phân bố của ngành này à, và các em cần phải nắm được những cái ngành à, dịch vụ quan trọng ở nước ta đó là giao thông vận tải thương mại và du lịch ở đây là một một số những cái hoạt động dịch vụ ở nước ta tiếp theo đây chúng ta sẽ lần lượt hệ thống cụ thể từng cái nội dung một đầu tiên là cái cơ cấu ngành dịch vụ cơ cấu ngành dịch vụ gồm 3 nhóm ngành đó là nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Với cái nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng thì nó gồm có rất nhiều ngành trong đó, đó là ngành thương nghiệp, ngành dịch vụ sửa chữa, ngành nhà hàng khách sạn và ngành dịch vụ cá nhân và dịch vụ công cộng với cái nhóm ngành dịch vụ sản xuất thì gồm có giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, à, tài chính tín dụng và kinh doanh tài sản tư vấn. À, còn với cái nhóm ngành dịch vụ công cộng thì bao gồm có à, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, thể thao à, và quản lý nhà nước, đoàn thể, bảo hiểm bắt buộc. Đó là cơ cấu của các cái ngành dịch vụ ở nước ta. À, tiếp theo đây cô sẽ cũng nhắc lại các em về cái hoạt động giao thông vận tải ở nước ta gồm có 6 loại hình giao thông đó là đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống. Trong 6 loại hình giao thông này thì đường bộ là loại hình giao thông quan trọng nhất bởi vì đây là cái loại hình vận tải chiếm tỷ trọng cao nhất trong vận chuyển hàng hóa và đây là một loại hình vận tải cơ động nhất có thể lan nổi khắp mọi miền đất nước từ trung du đồng bằng miền núi cho đến ven biển và chi phí cho để đầu tư xây dựng cho cái ngành đường bộ này cũng rẻ hơn cũng như là cước phí cũng rẻ hơn so với các cái ngành vận tải khác tiếp theo đây là chúng ta sẽ ôn tập phần à, thương mại và dịch vụ nói về thương mại thì gồm có ngành nội thương và ngành ngoại thương. Nội thương ở nước ta phát triển mạnh nhưng mà phân bố không đều giữa các vùng. À, hai trung tâm lớn nhất ở nước ta đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Còn về ngoại thương, vai trò của ngoại thương là giải quyết đầu ra cho các sản phẩm, đổi mới công nghệ, cải thiện đời sống nhân dân. À, và trong thương ngoại thương thì chúng ta xuất khẩu những cái mặt hàng nào? Chúng ta xuất khẩu các cái mặt hàng đó là khoáng sản, lâm sản như là dầu thô thang đá gỗ nè, rồi xuất khẩu những cái nông sản thủy sản như là gạo cà phê tôm cá mực và đồng thời chúng ta cũng xuất khẩu những cái mặt hàng công nghiệp nhẹ thủ công nghiệp như là hàng dệt may điện tử vân vân và bên cạnh đó thì chúng ta nhập khẩu các cái thiết bị những cái máy móc thiết bị nhiên liệu và phân bón còn về hoạt động du lịch thì chúng ta cơ cấu của ngành à, du lịch thì gồm có tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Tài nguyên du lịch tự nhiên thì gồm có à, các cái tài nguyên là phong cảnh đẹp, bãi tắm đẹp, khí hậu tốt, các vườn quốc gia. Còn về tài nguyên du lịch nhân văn thì gồm có công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống và văn hóa dân gian. à ở nước ta có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch à và à, đó chính là cái tiềm năng à, cái tiềm năng à, về ngành du lịch là chúng ta rất giàu về tài nguyên du lịch tự nhiên cũng như là tài nguyên du lịch nhân văn nhưng à, ngành du lịch à, muốn phát triển được thì cái à, tình hình chính trị à, ở nước ta cũng như nước ngoài phải ổn định thì cái ngành này mới phát triển mạnh và đây là một cái lợi thế ở nước ta là so với các nước trên thế giới thì chúng ta biết là cái tình hình an ninh chính trị ở nước ta là tương đối ổn định hơn so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi để giúp nước ta phát triển mạnh cái ngành du lịch. Như vậy là từ nãy giờ cô và các em đã uh, hệ thống lại những kiến thức mà chúng ta đã học qua uh, trong những cái tuần vừa qua rồi uh, và uh, các em về nhà, uh, các em ở nhà các em uh, phải học kỹ cho cô từ bài 1 đến bài 15 nha các em nhé. Trong một học kỳ chúng ta có một bài kiểm tra uh, giữa học kỳ và cái bài kiểm tra cuối kỳ. Hai bài này rất là quan trọng, do đó là các em cần phải học bài cho thật kỹ, ôn bài cho thật tốt để chúng ta làm bài đạt điểm cao, đạt kết quả tốt nha các em nhé. Như vậy cô thông báo là ngày 5 tháng 11 chúng ta sẽ kiểm tra giữa học kỳ và cô cũng thông báo luôn là thời gian... À, quy định làm bài là bắt đầu từ 7 giờ 45 đến 8h30 là kết thúc à, Các em nhớ là các em phải vào đúng giờ Các em có thể vào sớm hơn một xíu 7h30 thì cô sẽ mở lớp học à, Và các em lưu ý là kỳ này chúng ta làm bên Google Form nha à, Nhưng mà các em muốn lấy được cái đường link Google Form Thì các em phải vào cái lớp học kết nối à, Đầu tiên là các em điểm danh trong lớp học kết nối Sau đó em lấy đường link Trong cái lớp học kết nối đó Để chúng ta làm bài Và cô nhắc lại là thời gian làm bài Bắt đầu từ là 7 mươi 45 đến 8h30 Do đó là các em nhớ là vào đúng giờ Hoặc là các em có thể vào lớp học kết nối Sớm hơn một xíu Để lấy đường link làm bài Chứ đừng vào trễ nha Vào trễ các em làm bài Các em làm không kịp Hoặc là các em làm kịp Mà các em nộp không kịp á thì lúc nãy giờ là à, cũng rất là bất lợi. À cho đó là cô nhắc các em các em nhớ nha. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết. À, cô chào tạm biệt các em. À, chúc các em học bài và làm bài tốt trong à, kỳ thi giữa kỳ 1 này các em nhé.